Hồi thứ 108. Trong mưa tuyết, Đinh Phục đánh Đoản Binh. Trên tiệc rượu, Tôn Tuấn dùng mật kế. Nói về Khương Duy đang chạy, gặp Tư Mã Sư dẫn quân ra chặn đường. Nguyên lúc Khương Duy đến Ung Châu, Quách Hoài đã phi báo về triều đình. Ngụy Chủ bàn với Tư Mã Ý. Ý sai Tư Mã Sư dẫn 5 vạn quân ra đánh giúp. Sư nghe tin Quách Hoài đã phá được quân Thục, biết quân Thục yếu thế, tất nhiên chạy về, mới chặn ngang đường mà đánh, rồi lại theo hút đến cướp ải Dư Bình. Nhưng Khương Duy dùng phép liên nỗ của Võ Hậu để lại, phục sẵn hơn 100 nỏ hai bên cửa ải. Mỗi nỏ bắn luôn 10 tên một phát, đầu tên có thuốc độc. Bởi thế quân Ngụy trúng vài tên, người ngựa chết hại rất nhiều. Tư Mã Sư trốn thoát. Tướng Thục là Câu An ở trong thành Khúc Sơn, chờ mãi không thấy quân đến cứu, phải mở cửa ra hàng Ngụy. Khương Duy thiệt vài vạn quân, còn bao nhiêu đem về đóng ở Hán Trung. Tư Mã Sư cũng dẫn quân về Lạc Dương. Đến năm Gia Bình thứ 3, mùa thu tháng 8, Tư Mã Ý mắc bệnh nặng, gọi hai con đến trước giường dặn rằng: cha thờ nhà Ngụy đã lâu, làm quan đến thái phó, chức vị như thế đã là cực phẩm rồi. Người ta thường nghi cho cha có bụng khác, cha lấy làm lo sợ lắm. Sau khi cha mất rồi, hai con coi việc nước cho khéo, phải cẩn thận lắm mới được. Nói xong thì mất. Tư Mã Sư, Tư Mã Chiêu tâu với Ngụy Chủ Tào Phương. Ngụy Chủ sai làm lễ tang cực hậu, phong tặng, đặt tên Thụy Tử Tế, rồi phong cho Tư Mã Sư làm đại tướng quân, tổng lĩnh các việc cơ mật. Tư Mã Chiêu thì được phong làm phiếu kỵ tướng quân. Nói về Ngô Chủ Tôn Quyền, có con đầu là Thái tử Tôn Đăng, từ phu nhân sinh ra. Năm Xích Ô thứ 4, Thái tử mất, Quyền mới lập con thứ 2 là Tôn Hòa làm Thái tử. Hòa vốn do Vương phu nhân sinh ra, vì không hòa với Toàn công chúa, bị nàng gièm pha, Tôn Quyền bèn phế đi, Hòa tức giận mà chết. Quyền lại lập con thứ 3 là Tôn Lượng làm Thái tử. Lượng do Phan phu nhân sinh ra. Bấy giờ Lục Tốn, Gia Cát Cẩn mất cả rồi, nhất thiết công việc lớn nhỏ về cả tay Gia Cát khác. Năm Thái Hòa thứ nhất, giữa ngày mùng 1 tháng 8, bỗng nhiên nổi cơn bão to, nước sông nước bể tràn lên bờ, mặt đất nước ngập 8 thước. Các cây thông bách cổ thụ ở nơi lăng mộ tiên tổ Ngô Chủ đổ bật cả rễ lên, bay dạt đến ngoài cửa Nam thành Kiến Nghiệp, ngổn ngang khắp đường. Tôn Quyền vì thế lo sợ thành bệnh. Đến tháng 4 năm sau, bệnh tình mỗi ngày một nặng, mới đòi Thái Phó Gia Cát khác, Đại Tư Mã Lã Đại đến trước giường nằm, dặn dò việc sau rồi mất. Tôn Quyền ở ngôi được 24 năm, thọ 71 tuổi, bấy giờ là năm Diên Hy thứ 15 nhà Thục Hán. Đời sau có thơ khen Tôn Quyền rằng: mắt xanh râu đỏ chí anh hùng, khéo khiến thần Liêu chịu hết lòng. 24 năm rời gây nghiệp lớn, hổ ngồi rồng quận xứ Giang Đông. Tôn Quyền mất rồi, Gia Cát khác lập Tôn Lượng lên làm vua, đại xá cho thiên hạ, cả nguyên làm năm Kiến Hưng thứ nhất, đặt tên Thụy Tôn Quyền là Đại Hoàng đế, táng ở Tưởng Lăng. Có quân Do Thám báo tin về Lạc Dương. Tư Mã Sư nghe tin Tôn Quyền mất, muốn cất quân sang đánh Ngô. Thượng thư Phó Hỗ can rằng: Ngô có sông Trường Giang hiểm trở, tiên đế mấy phen sang đánh cùng không được thỏa chí, chi bằng nước nào giữ bờ cõi nước ấy là hơn. Sư nói: đạo trời cứ 30 năm biến đổi một khác, có lẽ đâu giữ thế chân vạc mãi ư, ta muốn đánh Ngô phen này. Tư Mã Chiêu nói: nay Tôn Quyền mới mất, Tôn Lượng còn thơ ấu, chính nên nhân dịp này đánh dấn ngay đi. Sư bèn sai Trinh Nam đại tướng quân Vương Xưởng dẫn 10 vạn quân đánh mặt Nam quận. Trấn Nam đô đốc Vô Khâu Kiệm dẫn 10 vạn quân đánh quận Võ Xương. Hồ Tuân dẫn 10 vạn quân đánh quận Đông Hưng. Cả ba mặt đều tiến quân. Sư lại sai em và Tư Mã Chiêu làm đại đô đốc, tổng lĩnh cả ba mặt. Tháng 12, mùa đông năm ấy, Tư Mã Chiêu tiến quân đến sát cõi Đồng Ngô, đóng quân lại, gọi Vương Xưởng, Hồ Tuân
Vô Khâu Kiệm đến bàn bạc rằng: quận Đông Hưng là nơi rất hiểm yếu của Ngô, nay họ đắp một dãy đê dài, lại thêm hai thành tả hữu, là có ý phòng ta đánh mé sau xào hồ đó, các ông phải cẩn thận mới được. Liền sai Vương Xưởng, Vô Khâu Kiệm mỗi người dẫn một vạn quân dàn sẵn hai bên tả hữu, nhưng không được tiến binh vội, đợi khi nào phá xong quận Đông Hưng thì sẽ kéo tràn sang một thể. Chiêu lại sai Hồ Tuân làm tiên phong, tổng lĩnh cả quân mã ba đường đi trước, bắc một nhịp cầu nổi, tiếp đến bờ đê quận Đông Hưng, dặn rằng: nếu ngươi cướp được hai thành tả hữu, ấy là công to đệ nhất. Hồ Tuân lĩnh mệnh, dẫn quân đi trước bắc cầu. Thái phó Gia Cát Khác ở Đông Ngô nghe tin Ngụy chia làm ba mặt kéo đến, hội các tướng lại bàn bạc. Bình Bắc tướng quân Đinh Phụng nói: quận Đông Ngô ở xứ hiểm yếu của bên Ngô ta, nếu để mất thì Nam quận Võ Xương nguy cả. Khác nói: ông nói hợp ý ta lắm, ông hãy dẫn 3.000 quân thủy noi đường sông đi trước, ta cho Lã Cứ, Đường Tư, Lưu Tán mỗi người dẫn một vạn quân mã bộ chia làm 3 đường lại tiếp ứng ngay. Khi nào nghe thấy tiếng pháo nổ liên thanh thì nhất tề tiến lên, ta dẫn đại quân đến sau. Đinh Phụng được lệnh dẫn 3.000 thủy quân chia làm 30 chiếc thuyền từ sông Trường Giang kéo đến quận Đông Hưng. Tướng Ngụy là Hồ Tuân kéo quân sang khỏi cầu đóng trên mặt đê, sai Hoàn Gia, Hàn Tống đánh hai thành tả hữu. Trong thành tả có tướng Ngô là Toàn Đoan canh giữ, trong thành hữu có tướng Ngô là Lưu Lược canh giữ. Hai thành cao kín bền vững, quân Ngụy đánh mãi không đổ. Toàn, Lưu hai người thấy quân Ngụy thế to lắm, không dám ra đánh, chỉ cố sức giữ lấy thành trì. Hồ Tuân giữ trên mặt đê, bấy giờ trời đông tháng rét, hoa tuyết tơi bời. Hồ Tuân hội các tướng lại mở tiệc uống rượu. Sự có lính vào báo rằng trên mặt sông có 30 chiếc chiến thuyền bơi đến. Tuân ra trại nhìn xem, thấy thuyền đã gần bờ, mỗi thuyền ước chừng có 100 người, liền trở vào bảo với các tướng rằng: có đủ 3.000 người, chẳng hề chi mà ngại. Nói đoạn cho mấy viên tướng ra trông nom, còn mình thì cứ việc ung dung uống rượu với các tướng. Đinh Phụng dàn thuyền một dãy trên mặt sông, bảo với bộ tướng rằng: đại trượng phu gặp được dịp này chính là dịp lập công danh đấy. Liền sai quân sĩ cởi cả áo giáp và bỏ mũ đi, không dùng gì đến giáo dài kích lớn, chỉ mỗi người dắt một con dao găm kéo vào bờ. Quân Ngụy trông thấy nực cười, không coi ra mùi gì. Bỗng pháo Liên Châu nổ luôn 3 tiếng, rồi thấy Đinh Phụng cầm dao đi trước, nhảy vót lên bờ. Quân sĩ cũng cầm dao kéo ồ cả lên, đánh vào trại Ngụy. Quân Ngụy trở tay không kịp, tan vỡ chạy trốn. Hàn Tống vội vàng rút ngọn kích to ở trước trướng ra đánh. Đinh Phụng lăn xả vào trước mặt, chém một nhát, Tống ngã lăn xuống đất. Hoàn Gia từ mé tả chạy ra, vội với ngọn giáo đâm Đinh Phụng. Phụng giơ tay bắt được ngọn giáo, Gia bỏ giáo u té chạy. Phụng phóng dao chém theo, tin vào vai tả, Gia ngã gục xuống đất. Phụng sấn vào đâm một nhát nữa, Gia chết tươi. 3.000 quân Ngô xông sáo phá phách trong trại Ngụy. Hồ Tuân kiếp nhảy lên ngựa chạy trốn. Quân Ngụy chạy cả lên cầu thì cầu lại bị chặt đứt đôi, quân Ngụy lăn xuống sông chết ra một nửa, còn thì bị giết ở trên mặt đất mưa tuyết, không biết bao nhiêu mà kể. Xa trượng, ngựa nghẽo, khí giới bị quân Ngô cướp sạch. Tư Mã Chiêu, Vương Xưởng, Vô Khâu Kiệm thấy mặt đông quân Hưng bị thua, cùng rút quân về. Gia Cát Khác dẫn quân đến Đông Hưng khao thưởng các tướng, rồi bàn rằng: Tư Mã Chiêu thua trận về Bắc, ta nên thừa thế tiến sang đánh Trung Nguyên. Liền sai sứ mang thư sang Thục, cầu Khương Duy tiến binh đánh mặt Bắc để chia đôi thiên hạ. Một mặt cất 20 vạn đại quân đánh Trung Nguyên. Lúc quân Ngô khởi hành, bỗng có một luồng khí trắng tự mặt đất bốc lên tỏa ra mù mịt. Ba quân giáp mặt không trông thấy nhau. Tưởng Diên nói: khí này là cầu vồng trắng đây, chủ về việc bại quân. Khác nổi giận quát rằng: người sao dám gở mồm nói càn, làm ngã bụng quân ta. Bèn quát võ sĩ lôi ra chém.
các quan kêu van thay cho Tưởng Diên, khác mới tha chết cho. Cách tuột chức, giáng xuống làm thứ dân, rồi cứ việc thúc quân tiến lên. Đinh Phụng nói: Tân Thành là một cửa ải trọng yếu nước Ngụy, nếu lấy được trước thì Tư Mã Sư khắc phải vỡ mật. Khác mừng lắm, thúc quân đến thẳng Tân Thành. Tướng giữ thành là Trương Đặc thấy quân Ngô kéo đến đông lắm, chỉ đóng cửa giữ vững thành trì. Có người lưu tin báo tin về Lạc Dương, chủ bộ là Ngô Tùng nói với Tư Mã Sư rằng: Giả Cát Khác vây Tân Thành, ta không nên đánh vội. Quân Ngô tự xa đến đây, người nhiều, lương ít, lương cạn tất nhiên phải rút về. Đợi khi sắp chạy, ta sẽ đuổi theo mà đánh, chắc là được to. Nhưng còn ngại quân Thục đến xâm phạm cõi ta, không phòng trước không xong. Sư cho lời ấy là phải, bèn sai Tư Mã Chiêu dẫn quân ra giúp Quách Hoài để phòng quân Khương Duy, sai Vô Khâu Kiệm, Hồ Tuân giữ mặt Đông Ngô. Giả Cát Khác đánh Tân Thành hơn 2 tháng trời không đổ, bèn hạ lệnh sai các tướng phải hết sức đánh thành, hễ ai lười nhác thì chém. Bởi vậy các tướng đều ra sức đánh. Góc Đông Bắc sắp đổ, Trương Đặc nghĩ ra một kế, sai người nói giỏi đem cả sổ sách đến trại Ngô, vào ra mắt Giả Cát Khác, kêu rằng: Theo phép nước Ngụy, hễ có giặc đến vây thành, tướng giữ thành giữ vững được 100 ngày mà không có quân cứu, thì dù ra hàng giặc, gia tộc cũng không phải tội gì. Nay tướng quân vây thành hơn 90 ngày rồi, xin tướng quân thư cho mấy hôm nữa, chủ tôi xin đem hết cả quân dân trong thành ra hàng, nay hãy xin nộp sổ sách trước. Khác tin là thực, thu cả quân mã về, không đánh thành nữa. Không ngờ Trương Đặc nói dối như thế, để cho Ngô rút quân, rồi lập tức giữ các cửa nhà trong thành, tu bổ vào góc thành sắp đổ, sửa chữa tươm tất đâu đấy, rồi lên mặt thành gọi to mắng rằng: Trong thành tao có lương thảo, dùng được nửa năm nữa, há chịu hàng chó Ngô à? Tha hồ cho chúng mày đánh, tao đây không ngại gì. Khác giận lắm, thúc quân lại đánh. Trên thành tên bắn xuống như mưa, Khác bị một mũi tên vào giữa trán ngã ngựa. Các tướng vội vàng cứu đem về trại. Quân sĩ thấy chủ tướng bị thương, ngã lòng, không muốn đánh nữa. Lại nhân bấy giờ trời hè nóng nực, quân sĩ đau ốm rất nhiều, nên đều có bụng muốn về cả. Chỗ bị thương của Giả Cát Khác gần bớt, Khác lại muốn thúc quân vào đánh. Các tướng kêu rằng: Quân sĩ ốm cả, đánh làm sao được nữa. Khác nổi giận nói: Hễ ai còn nói đến ốm thì chém. Quân sĩ nghe truyền lệnh làm vậy, trốn đi nhiều lắm. Chợt lại có tin báo đô đốc Sái Lâm dẫn quân bản bộ hàng Ngụy mất rồi. Khác giật mình, cưỡi ngựa diêu xem các trại, quả nhiên thấy quân sĩ nhiều người xanh xao võ vàng, gầy gò ốm yếu cả, mới chịu thu quân về Ngô. Có tế tác báo tin với Vô Khâu Kiệm, Kiệm liền cất đại binh đuổi theo, quân Ngô thua to rút chạy. Giả Cát Khác về đến Ngô, hổ thẹn quá, thác bệnh không vào chầu. Ngô chủ Tôn Lượng thân đến tận nhà hỏi thăm, các quan văn võ ai cũng đến bái kiến. Khác sợ có người chê cười mình, mới bới móc tội lỗi các quan, tội nhẹ thì đầy ra ngoài biển, tội nặng thì chém. Bởi thế các quan đều có bụng sợ hãi. Khác lại sai tướng Tâm Phúc là Trương Ước, Chu Ân cai quản quân Ngự Lâm để làm nanh vuốt cho mình. Bấy giờ có Tôn Tuấn, tự là Tử Viễn, nguyên là con Tôn Cung, cháu Tằng Tôn, Tôn Tĩnh, là em Tôn Kiên khi xưa. Khi Tôn Quyền còn sống, yêu mến Tôn Tuấn, cho cai quản quân Ngự Lâm. Nay thấy Giả Cát Khác sai Trương Ước, Chu Ân giữ quân Ngự Lâm, cướp mất quyền mình, trong bụng giận lắm. Thái Thường Khanh là Đằng Giận, vốn hiềm khích với Giả Cát Khác, nhân dịp báo với Tuấn rằng: Giả Cát Khác chuyên quyền rông rỡ, giết hại Công Khanh, sắp có lòng lấn chúa. Ông là người Tôn Thất, sao không tìm cách trừ đi? Tuấn nói: Ta có bụng ấy đã lâu, nay nên tâu với thiên tử, xin chiếu chỉ mà giết đi mới được. Tôn Tuấn Đằng Giận mới vào mật tâu với Ngô chủ Tôn Lượng. Lượng nói: Trẫm thấy người ấy cũng sợ,
thường muốn trừ đi, nhưng chưa có dịp nào. Này các ngươi đã có bụng trung nghĩa như thế, thì nên bí mật mà lo liệu đi cho khéo. Giận tâu rằng: Bệ hạ nên mở tiệc mời khác đến, ám phục võ sĩ ở trong màn vách, quẳng chén làm hiệu, giết luôn ngay trong tiệc, để trừ mối lo về sau. Tôn Lượng nghe lời. Giai Cát Khác từ khi thua trận về chiều, thác bệnh ở nhà, tinh thần hoảng hốt không yên. Một bữa ngẫu nhiên ra ngoài, bỗng thấy một người mặc áo xô trắng đi vào. Khác quát hỏi đi đâu. Người ấy thưa rằng: Tôi nhân có cha mới mất, vào thành mời nhà sư làm trai. Tôi tưởng đây là chùa Phật, không ngờ là phủ thái phó. Không biết ai run rủi tôi vào đây thế này. Khác nổi giận, gọi quân canh cửa vào hỏi. Quân canh bẩm rằng: Chúng tôi vài mươi người vác giáo canh cửa, không dám rời ra lúc nào, tịnh không ai vào cả. Khác nổi giận, sai chém cả người ấy cùng vài mươi tên lính canh cửa. Đêm hôm ấy, Khác trong lòng dằn dọc, ngủ không yên giấc. Bỗng nghe giữa nhà ầm một tiếng như tiếng sét. Khác trông ra xem, té ra cây gỗ nóc nhà chính gian giữa gãy làm hai đoạn đổ xuống. Khác giật mình vào nhà trong nằm nghỉ, bỗng lại thấy nổi cơn gió lạnh. Rồi có người mặc áo xô cùng vài mươi tên quân sĩ, mỗi người xách một cái đầu đến đòi mạng. Khác khiếp sợ, ngã gục xuống đất, nửa giờ mới tỉnh. Sáng hôm sau, Khác sai lấy chậu nước rửa mặt, nước sặc như mùi máu tanh hôi. Khác quát nàng hầu đổi lấy chậu khác, đổi hơn chục chậu cũng đều tanh như thế cả. Khác lấy làm kinh hãi lắm. Chợt có sứ đến mời thái phó vào dự yến. Khác dàn xa trượng sắp ra cửa phủ, bỗng có con chó vàng chạy đến, cắn áo lôi lại, ăng ẳng như tiếng can ngăn. Khác giận, sai tả hữu đuổi đi, rồi lên xe ra phủ. Đi chưa được vài bước, bỗng có một luồng khí trắng từ mặt đất bốc lên ở trước xe, trông như hình tấm lụa, bay vụt lên trời đi mất. Khác lấy làm kinh quái lắm. Tướng Tâm Phúc là Trương Ước bước đến gần xe nói nhỏ rằng: Hôm nay trong cung mở tiệc, chưa biết hay dở thế nào, chủ công chớ nên đi nữa. Khác nghe lời, sai quay xe trở về. Đi chưa được 10 bước, có Tôn Tuấn đằng giận cưỡi ngựa đến thẳng trước xe nói rằng: Thái phó sao lại trở về? Khác nói: Tôi bỗng nhiên đau bụng, không vào chầu thiên tử được. Giận nói: Triều đình vì cớ thái phó mang quân về, chưa được gặp mặt chuyện trò, nên mở tiệc này mời thái phó, nhân tiện để bàn việc lớn. Thái phó dù hơi đau bụng, cũng nên gượng đi cho một lúc. Khác không sao từ được, phải đi với Tôn Tuấn đằng giận vào cung. Trương Ước cũng theo vào. Khác vào ra mắt Ngô chủ Tôn Lượng. Lễ xong ngồi dự tiệc, Lượng sai mời rượu. Khác nghi tình tâu rằng: Tôi lâu nay mệt yếu, không uống được rượu. Tôn Tuấn nói: Tướng phủ thái phó thường có rượu thuốc uống, nên sai đem lại thái phó uống có được không? Khác nói: Được. Khác bèn sai người về phủ lấy rượu đến. Lúc đó mới yên tâm ngồi uống rượu. Rượu được vài tuần, Ngô chủ thác việc đứng dậy trước. Tôn Tuấn xuống điện, cởi áo dài ra, trong mình chỉ mặc áo ngắn và khoác áo giáp, cầm một thanh gươm cực sắc, bước lên điện, hô to rằng: Thiên tử có chiếu sai đánh giặc. Gia Cát Khác giật mình, quẳng chén rượu xuống đất, rút gươm ra đỡ, nhưng đỡ chưa kịp thì đầu đã rơi xuống đất rồi. Trương Ước thấy Tôn Tuấn chém Gia Cát Khác, qua đao vào đánh. Tuấn vội vàng tránh mũi đao, bị thương một ngón tay trỏ bên trái. Tuấn quay mình lại chém vào cánh tay hữu Trương Ước. Võ sĩ kéo ồ ra, băm Trương Ước nát dừ như bùn. Tuấn một mặt sai võ sĩ về bắt Gia Quyến Gia Cát Khác, một mặt sai đem thay Gia Cát Khác Trương Ước dùng chiếu cói bó lại, bỏ lên chiếc xe, kéo ra ngoài cửa Nam Thành, quẳng xuống hố bãi tha ma. Vợ Gia Cát Khác đang ở trong phòng, bỗng nhiên tâm hồn hoảng hốt, ngồi đứng không yên. Chợt có một nàng hầu vào trong phòng, người vợ trông thấy hỏi rằng: Mày sao mà máu me đẫm cả mình mày thế?
người hầu tự nhiên nghiến răng trợn mắt, nhảy lên chồm chồm và cả đầu vào xà nhà, kêu to lên rằng: "Tao là Gia Cát Khác đây, tao bị quân gian tặc là Tôn Tuấn nó hại rồi." Cả nhà già trẻ đều kinh hãi kêu khóc. Một lát, quân mã đến vây phủ, bắt hết già trẻ một nhà, điệu ra chợ chém sạch. Bấy giờ là tháng 10, năm Kiến Hưng thứ hai nhà Ngô. Khi xưa, Gia Cát Cần thấy con Thông Minh lộ hết ra ngoài, có than rằng: "Thằng này không phải là con nhà giữ được cơ nghiệp." Quang Lộc đại phu nước Ngụy là Trương Tập thường nói chuyện với Tư Mã Sư rằng: "Gia Cát Khác chẳng bao lâu nữa tất chết." Sư hỏi tại sao, Tập nói: "Oai lấn cả chúa thì bền thế nào được." Hai lời ấy đến giờ quả nhiên linh nghiệm. Tôn Tuấn giết xong Gia Cát Khác, Ngô Chủ phong Tuấn làm thừa tướng, đại tướng quân, Phú Xuân Hầu, tổng đốc mọi việc quân trong ngoài. Từ bấy giờ quyền hành lại về cả tay Tôn Tuấn. Khương Duy ở Thành Đô tiếp được thư của Gia Cát Khác cầu đánh Ngụy giúp, liền vào chầu tâu với hậu chủ xin cất đại quân sang đánh Trung Nguyên. Ấy là: "Gia quân chuyến trước chưa nên việc, đánh giặc phe này muốn lập công." Chưa biết được thua thế nào, xem hồi sau phân giải. VTC Now.